Pin lưu trữ ra Hải Phòng cho chú Đạt mọi người. Chú Đạt là một khách hàng em rất là quý. Chia sẻ với mọi người một chút là chú rất là lớn tuổi rồi. Chú năm nay đến 79 tuổi, là gần 80 rồi mọi người. Đó, gần 80 tuổi rồi nhưng mà chú vẫn rất là đam mê năng lượng mặt trời. Và trên đây nó sẽ có những cái cần ống lồng ký hiệu này mọi người. Đó, có ký hiệu hết nha. Sau khi lắp xong thì em gọi video với em check lại một lần nữa nha mọi người. Đút bút điện vô, sáng. Ok. Kẹp cái CT này hướng mũi tên đi vô trong vào cái dây mà nó sáng. Vậy là được, chỉ cần nhớ đơn giản vậy thôi. Chào tất cả anh em đến với kênh Điện Mặt Trời Vipman Solar. Thì hôm nay em xuất đi một số đơn hàng mọi người. Biến tần Lux Power này cho khách hàng nha, mua về để nâng cấp hệ thống. Đợt trước là khách hàng sử dụng hệ 24V mọi người. Bây giờ là quyết định là mua biến tần Hybrid Lux Power để nâng cấp lên một hệ thống thực thụ chạy cho gia đình luôn. Rồi, thì ngoài đây thì em đang chuẩn bị gửi đi Rạch Giá Kiên Giang một combo điện năng lượng mặt trời cho anh Dương. Ở combo thì bao gồm là biến tần Dyer 5kW này và tủ điện đi em làm sẵn như thế này. Đó, giấy tờ đang chờ xe đến để giao hàng mọi người. Đó, khách hàng ở xa thì em sẽ đặt xe riêng cho anh khách hàng nha mọi người. Đấy, nhiều anh em nhìn đống này không biết là ui sao MC4 nhiều vậy thì đi. Đối với tấm phớt solar thì chúng ta phải sử dụng nhiều MC4 nha mọi người. Đó, tấm phớt solar nó rất là ngắn. Thì em có nói với rất nhiều anh em rồi. Khá là ngắn, cái dây nó khá là ngắn nên là em phải nối dây ra nha mọi người. Và cái điện áp nó cao, một tấm nó tận 220V nên là mình chỉ đấu nối tiếp hai tấm này với nhau thôi. Đấy, ba tấm đầu nối tiếp là chạy không được nha. Đầu nối tiếp hai tấm này với nhau và chạy song song lại các chuỗi. Thì lát nữa em sẽ cho mọi người xem cái sơ đồ đầu nối nó sẽ như thế nào. Đấy, 12 tấm thì đấu như thế nào nha. Thì combo này đấy bao gồm đấy dây điện này mọi người, dây điện là cho khách hàng. Đó. MC4 em cắt sẵn cho khách hàng nha, về là chỉ cần lắp thôi. Đấy, nhiều anh em rất là thích tấm pin Mỹ nhưng mà sợ một cái vấn đề là khó đầu nối và khó lắp đặt. Tấm này đầu nối nó phức tạp hơn tấm thường. Đó. Thì sau cái combo này thì cũng không còn đủ tấm phớt solar để setup cho anh em nữa mọi người. Đấy thì chiều nay thì cũng có anh Lâm ở quận 12 cũng cần chỗ em chạy qua lấy 12 tấm phớt solar. Và thêm anh Dương ở Rạch Giá Kiên Giang cũng lấy 12 tấm phớt solar là tổng là 24 tấm nha mọi người. Thì đấy, anh Lâm thì trước kia cách đây cũng cọc cách đây một tuần rồi mọi người. Đó, anh Dương cọc thì giờ là qua lấy hàng thôi. Còn được 2 pallet này thì cũng có một số khách hàng đang xây nhà mọi người. Có nhiều khách hàng chuyển khoản hết rồi nhưng mà chưa lấy tại vì đang xây nhà, xây chưa xong. Giờ cho qua thì nhà nó đang rất là nhà còn đang lộn xộn là chưa có lấy về mọi người. Đấy thì còn được 2 pallet đây thì khách hàng đã chuyển khoản và cọc hết rồi. Nên em không giờ là em không có bán được tấm phớt solar nữa mọi người. Đấy. Thực ra là cứ mỗi một lần lên combo mà tấm pin ít thì cũng rất là ngại bán cho anh em tại vì video mình đăng lên thì về sau nhiều người xem nữa. Đấy, nhiều người xem nữa thì về sau về dài nhiều người xem họ gọi họ hỏi cũng hết thì khá là tiếc. Nhưng mà sắp tới em sẽ cố gắng về thêm tấm phớt solar nha mọi người. Cố gắng thời gian tới tấm phớt solar và tấm pin Nhật Frontier. Tấm pin Nhật em cũng hết hàng rồi. Tấm pin Nhật thì sáng nay cũng có một chú qua lấy 10 tấm là còn đúng 10 tấm là lấy sạch luôn. Không còn dùng một tấm nào hết. Đấy là không tấm tinh pin này là em bán rất là chạy. Đấy. Thực ra là em PR cho nhiều anh em bán luôn đó. Đấy, nhiều anh em ai bán được thì cứ bán thôi. Đấy, không quan trọng cái điều đấy mọi người. Đấy. Thì nó tốt là mình khen nó tốt mọi người, không có gì hết mà phải nói. Tấm này rất là tốt nha. Đấy. Tấm công nghệ tinh pin. Thì quay qua với mọi người vậy. Đang chờ xe qua mọi người. Chờ xe qua để em bốc hàng đi cho về Rạch Giá Kiên Giang nha cho anh Dương. Đấy cũng 12 tấm của anh Dương 12 tấm, anh Lâm Đinh Xuân Lâm, anh Lâm cũng 12 tấm luôn nha mọi người. Anh Lâm thì ngày mai em sẽ giao sau combo của anh Dương này. Đấy, nhiều anh em muốn lắp tấm phớt solar mà cái đấu nối khá là khó. Chỉ đấu nối tiếp hai tấm thôi mà khá là tốn MC4 nha mọi người. Thì em hỗ trợ đấu nối sẵn xong rồi. Về chỉ cần mình đút vô thôi. Đấy, cứ dây đỏ là mình đút vô đầu Dương. Dây đen mình đút vô đầu âm là được. Pin lưu trữ ra Hải Phòng cho chú Đạt mọi người. Chú Đạt là một khách hàng em rất là quý. Chia sẻ với mọi người một chút là chú rất là lớn tuổi rồi. Chú năm nay đến 79 tuổi, là gần 80 rồi mọi người. Đó, gần 80 tuổi rồi nhưng mà chú vẫn rất là đam mê năng lượng mặt trời. Đó, và chú gọi điện cho em bảo là mua cục pin lưu trữ cao cấp có giao tiếp về là chú để chú lắp đặt. Ngay lập tức là chú chuyển khoản luôn cho em mọi người, chú hỏi số tài khoản của chú chuyển luôn. Chú Đạt là một khách hàng gần như là một trong những khách hàng lớn tuổi nhất của em. Đấy, em rất là quý những người như vậy, lớn tuổi mà rất là nhanh nhạy, mọi người chú rất là khỏe, tự mua năng lượng mặt trời về tự lắp đặt luôn. Đấy, một khách hàng gần 80 tuổi rồi, tự mua năng lượng mặt trời, tự mua cục pin lưu trữ về để lắp đặt, thực sự là cũng rất là vui. Có, trong cái năng lượng mặt trời của mình thì có những khách hàng họ sống vì đam mê như vậy mọi người, họ rất là đam mê. Ở dưới đây thì cục pin lithium EVE nha mọi người, cục EVE 24V 200Ah, 210Ah, 24V 210Ah nha.
EVE cho một bạn khách là ở Gia Lai. Bạn này về là lấy điện để cho lên tàu ấy mọi người, tàu để đi phích cá mọi người. Đó, thì bạn này mua cục pin về để dùng. Một cục pin nữa cũng là EVE 24V 210A cũng cùng một bạn khách ở, bạn này ở Tây Ninh nhá. Thế bạn này ở Tây Ninh mới đặt em chiều nay, mới kia chuyển khoản cho em mọi người. Cái đơn này ngày mai em sẽ đóng sau. Cái cục pin EVE này mọi người có thể thấy cái cell pin của nó này. Đó, em tháo ra này, em tháo ra để cho khách hàng anh em đến là trải nghiệm xem trực tiếp bên trong luôn. Cục pin này là cục pin của nhà máy sản xuất, của hãng người ta sản xuất, chứ không phải là của người tự mua về để ghép cell nha, nói thẳng luôn. Đấy, nên là anh em mua pin là lưu ý cái vấn đề đấy. Em bán pin là của nhà máy sản xuất, người ta có dây chuyền, người ta sản xuất hàng loạt. Đó, chứ không phải là tự mua pin về ghép nha. Em đánh chính lại với anh em luôn đấy. Đó, cục pin là chính hãng, bảo hành chính hãng, không phải là mua cell về để ghép đâu. Đấy, tất cả các pin của Big Mac Solar không có pin nào là mua cell về tự ghép hết mọi người. Nhiều anh em có hỏi là em có ghép cell để bán không, nhưng mà em không có ghép. Em nhập pin, em bán pin chính hãng trực tiếp nha mọi người, hãng người ta sản xuất. Tại vì khối pin nó rất là nhạy cảm, hỏng rất là mệt. Bán pin ghép đồ này kia em không có đủ can đảm để em làm cái việc đấy. Nó rất là mệt mỏi vì vấn đề bảo hành. Thêm một cái máy dial này nữa, khách hàng chuyển khoản đủ rồi. Cái dial này là theo khách hàng xây nhà mọi người, đang xây nhà rồi chuyển khoản đủ cho em rồi. Em lỡ sẽ đúc ra là để gửi cho anh khách luôn. Cách đây 2 tuần, nhưng mà anh khách thì trong quá trình xây nhà thì có một số sự cố, nên là chưa nên là cái việc mà việc hoàn thiện ngôi nhà nó bị đình trệ lại, nên là đang kéo dài lại vài bữa, em sẽ gửi sau nha mọi người. Đó. Rồi, chia sẻ với mọi người chút video cuối ngày vậy thôi. Cảm ơn anh em đã xem video YouTube của Big Bang Solar. Cảm ơn rất nhiều và đã coi những cái video và những cái chia sẻ của em. Thì em cũng chỉ muốn chia sẻ với mọi người thôi, và được mọi người yêu quý gọi điện hỏi tư vấn lắp đặt thì em cũng rất là vui. Được khách hàng mua tin tưởng ủng hộ cho suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Và hy vọng sắp tới thì em sẽ có cái nhiều video, có nhiều cái ý tưởng hay để chia sẻ với mọi người. Anh em có cái thắc mắc gì hay là muốn em làm video về chia sẻ gì về năng lượng mặt trời thì cứ comment bên dưới nhé. Em sẽ lấy ý tưởng đấy từ mọi người để em làm video để chia sẻ cùng với anh em. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau của Big Bang Solar. Chút thay đổi mọi người ạ. Hôm qua thì em có đặt xe thì có một chút ngoài ý muốn là xe nó diện tích nó không có vừa để em cho tấm pin lên, nên là em quyết định là chuyển qua sáng hôm nay em mới gửi cho anh Dương. Thì tối qua anh Dương lại suy nghĩ lại mọi người, đấy lại đổi lên dial 6 ký. Hôm qua thì là dial 5 ký nha, thì anh Dương có nhắn tin lại với em là thôi lỡ thì lấy dial 6 ký luôn và lấy thêm cục pin lưu trữ Huawei nha mọi người. Đó, đơn hôm qua thì chưa có pin lưu trữ, hôm qua thì anh Dương không có lấy pin, nhưng mà đêm qua thì anh Dương có nhắn tin em là bảo là lấy thêm cục pin lưu trữ nữa, tiện lấy luôn thì lấy luôn cục Huawei nha mọi người. Thì pin lưu trữ em có 2 dòng phổ thông rất là tốt, đây là thuộc dạng cao cấp nhất trong dòng phổ thông, nó cận đến cao cấp rồi mọi người, chất lượng không thua gì cao cấp, nhưng mà nó bị kém một cái là nó không có giao tiếp xem chính xác phần trăm pin. Thì thực ra mình dùng cả đêm một cục kiểu gì cũng hết, nên không nhất thiết là phải xem phần trăm nha, xem phần trăm là để căn thôi, thực ra là cũng không cần thiết lắm dùng một cục đấy. Thì có Huawei này và pin EVE, thì bổ sung cho anh Dương cái combo này, bổ sung cho anh Dương là đổi dial 5 ký thành 6 ký này mọi người, và pin lưu trữ lên thêm cục pin lưu trữ nữa, em đã đầu nối sẵn ở đây và quay video giới thiệu với quay video hướng dẫn anh Dương luôn nha mọi người. Thì khách hàng mua thì em sẽ làm một clip và hướng dẫn riêng, và có cả clip hướng dẫn trên YouTube luôn, anh em có thể xem rất là dễ hiểu thôi. Đó, những cái phần MC4 này mọi người, đó phần PV này, đó em đã đầu nối sẵn, em chia đôi ra này, đó PV1 và PV2 về đúng đích thôi. Anh bảo anh chờ em một chút đi. Đút vô này, đó về cái đây đút vô luôn này mọi người, rất là dễ thôi. Đó, ok, về đút vô nha. Và trên đây nó sẽ có những cái phần ống lồng ký hiệu này mọi người, đó loát L và loát N này, loát L và loát L có ký hiệu hết nha. Để mọi người về mọi người lắp vô, và sau khi lắp xong thì em gọi video với em check lại một lần nữa nha mọi người. Rồi cái phần CT kẹp dòng cũng vậy này, dưới đây nó sẽ có dây số từ 1 đến 8 này mọi người. Thế anh em đút vào cái dây trắng, anh em đút vào số 3, dây đen đút vào số 4 nha. Đó, vậy là được rồi, mình sẽ đi ra đây cái kẹp dòng này. Kẹp dòng thì có cái mũi tên này anh em. Đó, mình sẽ cho cái mũi tên nó đi vô trong tủ điện nhá, hướng vô trong tủ điện. Mình sẽ cho ở trên phần đây này, phần trên đầu đây. Phần đầu đây nó sẽ là lưới điện, lưới đi vô nhá, điện lưới của chúng ta, điện lưới EVN mình đi vô đây. Và toàn bộ tải mình sẽ đi vô, mình sẽ đi ra từ, mình đấu vào cổng 2 với cổng R4 này. Toàn bộ tải mình sẽ đi ra nhá. Đó, toàn bộ tải sẽ đi ra từ hai cái cổng này, hoặc là cổng R2 đến cổng 4 cũng được, mà là 2 với R4 cũng được. Cứ đấu so le nhau nhá. Đó, vậy là được. Đấy, mình cứ đấu vào số 2 với R4 đi. Đó, đi ra toàn bộ tải nhá. Đó, và kẹp dòng mình sẽ đấu đi vô đây. Cái dây lửa nha mọi người, dây lửa anh em sẽ cho một cái dây thôi, sẽ kẹp một dây duy nhất là dây lửa kẹp vô đây. Thì cái dây lửa nó sẽ là ở phần dây màu đỏ này. Đó,
mình cho cái bút điện vô, mình đo nó sáng lên là được nhá. Bên phần bên trái, cái lỗ bên trái này, đút bút điện vô sáng, ok. Kẹp cái CT này hướng mũi tên đi vô trong, vào cái dây mà nó sáng, vậy là được. Chỉ cần nhớ đơn giản vậy thôi. Rồi, ok. Rồi tất cả tấm pin năng lượng mặt trời mình đấu nối tiếp lại các tấm với nhau rồi. Mình đi xuống dây số 1, dây số 2 là PV2 nha. À, anh em mà lắp 6 tấm thì chúng ta lắp PV1 trước, PV2 mình chưa dùng đến. Còn anh em lắp full thì chúng ta sẽ lắp full 2 PV nha. Đi vào đây là xong. Battery thì em cũng có dây sẵn đi ra này mọi người. Đó, battery dây đi ra này. Rất đơn giản thôi anh em, vì lắp không có cái gì hết. Này, dấu cộng này mọi người. Đó là cái dây màu đỏ, chúng ta lấy lỏng tối vita, xích con đâu vào. Đó, dây đen dấu trừ, xích con đâu vào. Bật công tắc lên, bật CB, bật hết lên. Đó, bật công tắc biến tần lên, mở lên là xong nha mọi người. Gọi video lại em một lần nữa em check lại rồi em cài đặt cho mọi người là dùng bình thường nhá. Đấy, một tháng thay vì trả 1,5 đến 2 triệu tiền điện thì giờ tháng chỉ cần trả vài trăm ngàn thôi, 200-300 ngàn thôi mọi người. Đây cũng là một dạng đầu tư nha mọi người, thay vì tiền mình dư mình có thể mua xe máy, mua điện thoại thì mình thấy dư thừa thì mình có thể mua năng lượng mặt trời để nó là một phần giúp phụ cho gia đình nha mọi người. Đó, đây mọi người, em đã chuẩn bị sẵn xong này nha, đang chờ xe đến để giao cho anh Dương. Đó, đây là đơn Dyer 6kW này, pin lưu trữ Huawei 48V 100A, tủ điện này, toàn bộ phụ kiện đây nha. Đây là ray mini nhôm này, rồi đây là nhà anh Dương là nhà máy ngói, nhà máy Thái đấy mọi người, dùng ray mini nhôm và dây điện này, dây điện 50m. Rồi, ok, mọi thứ phụ kiện trong đây, lắp đặt trong đây nha, em đầu nối sẵn rồi. 12 tấm pin First Solar. Đấy, 12 tấm pin First Solar thì tí nữa em sẽ đến em sẽ cho lên sau nha mọi người. Thì đang có cũng một số anh khách hàng, anh chị đến để tư vấn để lắp đặt năng lượng mặt trời mọi người ạ. Giờ năng lượng mặt trời thì gia đình người ta quan tâm nhiều. Đó. Tiếp theo em đang set up một hệ nữa cho anh Lâm. Anh Lâm là gần nhà em nha, quận 12 luôn mọi người. Anh Lâm thì cọc em cách đây 2 tuần rồi, hôm qua mới qua thanh toán đủ. Để nay để em giao cho anh Lâm nha, em đang set up cho anh Lâm này. Đó, tiện combo này em quay luôn. Có một combo, con đây này đai 6kg luôn nha. Hai combo này rất giống nhau, của anh Lâm có 12 tấm First Solar, giống đơn của anh Dương. Nhưng anh Dương thì mới nâng cấp lên, mới tiện là lấy đêm luôn cục Huawei mọi người. Của anh Lâm thì chưa, anh Lâm thì mai mốt về dùng trước đã, mai mốt nâng cấp cục pin sau. Anh Lâm thì lắp cho dãy nhà trọ nha mọi người. Nhà trọ anh Lâm thì 5 tầng. Đó, anh Lâm về lắp để hòa lưới ban ngày trước để dùng điều hòa, bán điện cho dân người ta dùng. Mọi người, hơi ồn một chút. Như con này đi, anh chạy con này bảo 25 năm, con này lắp lên là bên em. Và bên đây là một máy Dyer 5kg cho anh Đức nha mọi người. Anh Đức ở Tân Quý, Tân Phú, cũng ở Sài Gòn luôn mà gần em. Đó, Dyer 5kg nhá. Đó, hai cục 5kg và 6kg thì nó khá giống nhau thôi. 6kg thì nó sẽ nhỉnh hơn về cái thông số. 6kg được 7,8kW PV, còn 5kg sẽ được 6,5kW PV đầu vào nha mọi người. Thì trong quá trình em quay video mọi người, vừa nãy anh Dương có gọi cho em và lại thay đổi mọi người, lại lấy thêm hai tấm First Solar nữa, tấm pin Mỹ. Thì em lại phải đo lại dây mọi người. Đó, tấm First Solar này thì mình phải tính rất là kỹ. Đấy, thay đổi tấm First Solar này em phải bấm thêm dây MC4 để nối thêm cho khách nha mọi người. Tại vì tấm này nối tiếp hai tấm với nhau thôi, không nối tiếp được 7 tấm như tấm bình thường đâu, 7 đến 8 tấm như tấm thường. Nối tiếp hai tấm điện áp nó cao lắm. Một tấm nó điện áp gấp 4 lần tấm bình thường. Một đơn nữa cho anh Năng mọi người. Anh Năng ở Cà Mau. Đó, anh Năng ở Nam Căn Cà Mau mọi người, là lấy một pin lưu trữ SVE và một Dyer 6kW, à Dyer 5kW, thì tí em sẽ quay cho anh nha. Tí em sẽ xếp sau nha. Em đang xếp mấy đơn này trước. Đó, MC4 này em đang đo sẵn cho anh Lâm, à cho anh Dương. Loạn hết cả lên mọi người. Rồi, đây First Solar chuẩn bị lên đường nha. Xe thì đang đến, tài xế đến mọi người. Đó, hàng em chuẩn bị đủ đây này. Tài xế đã đến rồi, đang chờ. Thì đang set up thì anh Dương họ gọi xem là xe đi chưa, xe chưa đi, nên anh Dương lấy thêm hai tấm nữa mọi người. Đó, tiện về đơn, về rạch giá Kiên Giang là về một đơn luôn. Đó, tổng giá trị đơn hàng là gần 100 triệu nha mọi người. Tổng công suất hệ thống là 6,2 kg hệ pin Mỹ nữa thì thôi rồi luôn. Một ngày nó nhân khoảng 5,5 đến 6 giờ nắng thì cứ nhân ra thì cái hệ này thì mỗi tháng sản sinh được khoảng hơn 2 triệu tiền điện nha mọi người. Đó, hơn 2 triệu tiền điện cho anh Dương. Cơ đó, nhưng mà trường hợp mình dùng ban ngày nha thì nó mới tận dụng triệt để được. Tại vì hệ này thì lưu trữ có 5kg thôi. Nếu mà muốn tận dụng tốt hơn chúng ta cần mua thêm 1 đến 2 cục nữa, khoảng lưu 10 đến 15kg điện nữa thì nó sẽ tận dụng hết thôi nha mọi người. Điện dư thừa sẽ sạc hết vào pin. Vì có một tình nữa là đến được anh Lâm nha mọi người. Anh Lâm tình được sẽ đến được anh Lâm. Bây giờ là anh Dương trước đã thì anh đến anh Lâm. Và sau đó là sẽ đến anh Năng và đến anh Đức nha mọi người. Thì Dyer hết mấy này anh em đặt Dyer rất là nhiều. Để em xử lý Dyer em phải ghi vào, tại vì nhiều lúc bị lộn mã máy mọi người. 10 máy cùng lúc, chục máy, cả chục máy cùng lúc trên bàn là nhiều khi bị lẫn lộn, phải ghi vào mọi người. Thì đó,
Ok, em cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Thì tất cả khách hàng ở đây thì cũng là xem YouTube của em thôi mọi người, xem YouTube của em và liên hệ với em để mua vật tư về lắp đặt, em sẽ đã hỗ trợ đấu nối sẵn như thế này. Thì em thực sự là rất cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ những cái đơn hàng mà giá trị cao như thế này mà khách hàng vẫn tin tưởng ủng hộ Bank Solar. Và mặc dù là bên em bán hàng là chuyển khoản trước nha mọi người, bên em là thanh toán trước khi giao hàng. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả anh em đã tin tưởng em, cảm ơn anh Quý, cảm ơn anh Đức, cảm ơn anh Năng và cảm ơn anh Năng và cảm ơn anh Dương đã tin tưởng em để đặt hàng những combo năng lượng mặt trời của em. Và mọi người mà có nhu cầu nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời đầu tư cho gia đình mình thì có thể liên hệ số điện thoại em hiển thị trên màn hình nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Xin chào.